Bạn biết đấy, đàn ông có những thứ khá là giống nhau. Đó là đôi khi họ thường quá chén sau khi quá vui. Vui là bởi họ vừa hoàn thành một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời. Và vì thế những cuộc nhậu nhẹt này là để chia sẻ niềm vui đó. Đây có thể coi là những cuộc nhậu nhẹt chấp nhận được. Nhưng đừng quên, vui thôi, đừng vui quá. Có không ít trường hợp vui quá làm các fan hâm mộ không hài lòng chút nào. Điển hình là Eden Hazard của vài năm trước. Cựu cầu thủ của Chelsea từng bị chỉ trích vì uống rượu quá độ trong kỳ nghỉ hè năm 2019, khiến anh tăng cân và thể lực gần như không sẵn sàng cho mùa giải mới. Anh cũng bị phê phán vì uống rượu quá độ trong lễ kỷ niệm chức vô địch La Liga của Real Madrid vào năm 2020. Bất chấp ngoại hình đã có phần quá khổ, không phù hợp cho một cầu thủ bóng đá, Eden Hazard cũng uống rượu trong lễ kỷ niệm chức vô địch Champions League của Real Madrid vào năm 2022. Anh còn xui con trai của đồng đội Toni Kroos uống rượu cùng anh. Điều này đã gây ra sự bất bình của nhiều người hâm mộ và báo chí, cho rằng anh không tôn trọng sự an toàn và sức khỏe của trẻ em. Việc uống rượu sau khi vô địch được diễn ra khá thường xuyên. Cao thủ Barcelona đã xuống đường ăn mừng chức vô địch La Liga vào năm 2023 với hàng nghìn người hâm mộ. Họ đã uống rượu và nhảy múa trên một chiếc xe buýt mui trần trong một bữa tiệc lớn. Và trên thực tế, có lẽ các huấn luyện viên cũng không có quá nhiều vấn đề với điều này, vì đâu phải họ ăn mừng chức vô địch cả một năm ròng đâu. Pep Guardiola nổi tiếng là huấn luyện viên có kỷ luật nghiêm ngặt, cũng linh động cho các học trò của ông chìm đắm vào một chút men sau chiến thắng hẻ quả. Sau khi giành chức vô địch Champions League mùa giải 2022-2023, ông nói: "Họ đã làm việc rất chăm chỉ trong mùa giải này, họ xứng đáng được ăn mừng, tôi không muốn kiểm soát họ, tôi muốn họ tự do và vui vẻ." Có lẽ cũng vì được Pep thả cửa ăn mừng hè vừa rồi nên cũng đã có một cậu trò hơi quá chén. Không ai khác đó là Jack Grealish. Anh chàng này quả thật chẳng khác gì ma men của The Citizen. Khi mà đến tận giờ chúng ta vẫn thấy Grealish đắm chìm trong men rượu. Jack Grealish là một trong những cầu thủ ăn mừng nhiệt tình nhất. Sau khi Man City vô địch Champions League mùa 2022-2023, anh đã uống rượu và tiệc tùng liên tục trong nhiều ngày. Từ Istanbul, Ibiza đến Manchester, anh cũng đã để lộ những hình ảnh say khướt trên mạng xã hội, gây ra nhiều tranh cãi và lo ngại. Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, Jack Grealish đã thức liên tục 72 giờ sau khi Man City đánh bại Inter Milan 1-0 trong trận chung kết Champions League. Anh đã uống rượu và nhảy múa cùng các đồng đội và bạn bè tại các quán bar ở Istanbul và Ibiza. Anh còn được Erling Haaland, tiền đạo của Man City, rót rượu cho trên chiếc xe buýt chở cầu thủ Man City diễu hành ở Manchester. Anh cũng tiếp tục chìm đắm trong rượu champagne. Anh còn nói với đồng đội: "Tôi là một con gà Tây và con gà Tây cần được cho ăn." Grealish thậm chí còn uống quá nhiều đến mức anh không thể đi lại được. Và thế là Kyle Walker đã giúp cậu chàng ra sân bay bằng cách đỡ vai, và thậm chí các đồng đội còn hài hước đề nghị Jack ngồi xe lăn để tiện di chuyển. Hành động của Jack Grealish đã khiến anh xin lỗi huấn luyện viên tuyển Anh Gareth Southgate vì anh đã phá lệ uống rượu trước khi tham dự vòng loại Euro 2024. Huấn luyện viên Southgate đã gửi những lời nhắc nhở đến anh về việc anh ta đã ăn mừng quá nhiều. Ông cũng không cho anh ra sân trong trận gặp Malta vòng loại Euro 2024. Huấn luyện viên Southgate cũng nói: "Một số cầu thủ của chúng tôi sẽ say rượu, nhưng điều khác biệt hiện tại là mọi người đều đăng tải mọi thứ lên mạng xã hội. Tôi sẽ không thích một vài đêm đi chơi của mình bị đăng công khai. Thế hệ của tôi sẽ gặp nhiều vấn đề hơn." Jack Grealish có lẽ biết tác hại của rượu bia. Anh cũng không lạ câu chuyện về hậu quả York Best hay Paul Gascoigne phải nhận khi chọn cách giải khuây là làm bạn với thức uống có cồn. Thế nhưng anh sống theo quan điểm của riêng mình. Anh là duy nhất, người khác biệt phần còn lại. Anh từng nói: "Mọi người đều khác nhau mà, phải không? Hãy nhìn Erling Haaland, cậu ấy là người chuyên nghiệp nhất tôi từng thấy. Haaland rất chăm chỉ trên sân tập, chăm lo cho cơ thể một cách hoàn hảo. Mọi thứ xoay quanh Haaland là những bài tập phục hồi, tắm nước đá, ăn kiêng. Đó là lý do Haaland là Haaland. Tôi thề là mình không bao giờ được như thế." Phản ứng của các fan hâm mộ khi anh thấy Grealish vẫn say xỉn sau khi lên tuyển là khá trái chiều. Một số fan hâm mộ cho rằng Jack Grealish xứng đáng được ăn mừng chức vô địch Champions League của Man City và không nên bị chỉ trích quá nhiều. Họ còn hát vang Jack Grealish, anh ta vẫn còn say rượu khi anh vào sân thi đấu cho tuyển Anh. Tuy nhiên, một số fan hâm mộ khác lại lo ngại cho sức khỏe và phong độ của anh khi anh uống rượu và tiệc tùng liên tục trong nhiều ngày. Họ cũng lo lắng cho tương lai của anh ở Man City và tuyển Anh khi anh có thể bị huấn luyện viên Pep Guardiola và Gareth Southgate phạt hoặc loại khỏi đội hình. Chưa dừng lại đó, Jack Grealish tiếp tục hành trình xa láng của mình ở khắp nơi trên thế giới cùng cô bạn gái xinh đẹp Sasha Atwood. Trong chuyến du lịch đến những địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng, Jack Grealish cùng bạn gái là Sasha Atwood hiện đang đi nghỉ ở Italia. Trước đó là mang theo hành lý đến nghỉ dưỡng ở Ibiza hai lần. Anh cũng đã vui chơi xả láng ở Las Vegas, miền Nam nước Pháp, Malta và Manchester sau khi ăn mừng chiến thắng Champions League tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước. Có lẽ cuộc vui chơi ăn mừng của Jack vẫn còn chưa dừng lại, một khi Pep Guardiola chưa tuyết còi rừng để tập trung cùng đội bóng.
Trên thực tế, chúng ta cũng không nên chỉ trích Jack Grealish vì anh say rượu. Với quan niệm hưởng thụ cuộc sống của Jack khác với nhiều cầu thủ khác, anh cũng là một cầu thủ có tính cách lãng mạn, thích hưởng thụ cuộc sống và ăn mừng rực rỡ cho những thành công của mình. Và vì thế anh sống theo quan điểm hưởng thụ cuộc sống của riêng mình. Anh là duy nhất người khác biệt với phần còn lại. Với anh, cuộc sống này luôn cần có những niềm vui, và rượu và tiệc tùng là một trong những thứ đó. Nó cũng không hẳn là không lành mạnh, vì trên thực tế Jack vẫn giữ thái độ khá chuyên nghiệp khi ở trên sân khoác áo Manchester City. Theo quan điểm của Jack Grealish, anh là anh, người khác là người khác. Anh không thể kỷ luật như Haaland vì anh không phải Haaland. Anh là Jack Grealish và anh sẽ sống theo cách mà anh mong muốn. Tuy nhiên, Jack cũng cần nhìn lại bài học của huyền thoại Joe Best để tránh lún sâu quá vào ma men. Joe Best là một huyền thoại của bóng đá không cần phải tranh cãi. Best là biểu tượng của thời đại, giúp định nghĩa phần còn lại của thế kỷ 20. Nhưng ông cũng đã đánh mất nhiều thứ trong cuộc sống chỉ vì men rượu. Trong những năm đầu tiên, không ai nhận ra vấn đề khi Best uống rượu. Thật ra thì vào thời kỳ ấy, rượu rất phổ biến, đặc biệt trong giới cầu thủ. Cuộc sống hào nhoáng nhưng cũng nhiều áp lực khiến ông ngày càng gần gũi hơn với thứ đồ uống độc hại này, trở nên phụ thuộc để không thể sống thiếu nó. Có những thời điểm ông tống vào dạ dày 10 chai mỗi ngày và uống như thế trong suốt 30 năm cuối đời. Trong nhiều năm, những người lính cứu hỏa Chelsea nhắn mặt Best, họ thường xuyên bắt gặp ông trong tình trạng say xỉn hoặc ngủ vật ra đường không biết trời chăng. Rượu đã ảnh hưởng đến tinh thần và thái độ của Best, khiến ông không còn tập trung vào bóng đá và gây ra nhiều rắc rối với các huấn luyện viên, đồng đội và ban lãnh đạo. Ông đã từng bị phạt, treo giò và sa thải nhiều lần do uống rượu. Ông đã từng bỏ trốn khỏi các trận đấu, các buổi tập quan trọng để đắm mình vào tiểu sắc. Năm 1974, vì phong độ đi xuống khi nghiện rượu, Best chia tay Manchester United. Ông vẫn gắn bó với bóng đá trong 10 năm tiếp theo, nhưng đó là giai đoạn lang thang ở các đội bóng vô danh tại Scotland, Bắc Ireland, Nam Phi, Mỹ hay là tận Australia. Trên thực tế, Jack Grealish cũng là một chàng trai có tài năng nổi bật. Với bóng đá anh là một cầu thủ có tài năng và khả năng lãnh đạo trên sân cỏ. Anh đã giúp Aston Villa trở lại Premier League sau 3 năm vắng mặt và trở thành đội trưởng của câu lạc bộ. Anh cũng là một trong những cầu thủ có số lần bị phạm lỗi nhiều nhất ở Premier League nhưng vẫn luôn đứng lên và tiếp tục thi đấu. Jack cũng là một cầu thủ có tinh thần thi đấu cao và luôn mong muốn phát triển bản thân. Pep Guardiola cũng đánh giá cao Grealish, bất chấp cậu chàng có phần hơi buông thả. Thực ra Jack Grealish cũng không để cuộc sống cá nhân ảnh hưởng quá nhiều tới sân cỏ. Ngoài tư cách là một cầu thủ, Jack cũng có tầm ảnh hưởng trong giới thời trang. Grealish đã ký hợp đồng với hãng thời trang Puma vào năm 2020, trở thành gương mặt đại diện cho các sản phẩm giày dép và quần áo của hãng. Anh cũng đã xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo và sự kiện của Puma. Jack Grealish cũng đã tham gia vào các hoạt động hỗ trợ cho ngành thời trang trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khi đã ủng hộ cho chiến dịch Eco Fashion nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm thời trang thân thiện với môi trường và bền vững. Nhưng việc hoạt động sôi nổi trong giới thời trang không hề làm ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của Grealish. Chính điều đó đã khiến Pep Guardiola tin tưởng Jack đến thế. Và tôi cũng như vậy, tôi cũng nghĩ rằng Jack sẽ biết điểm dừng của mình để điều chỉnh mà thôi. Hết mùa hè này, Jack Grealish sẽ trở lại làm chàng trai lãng tử ở trên sân cỏ, thi đấu hết mình và tiếp tục cống hiến cho màu áo của Man City.